lìa cõi thế, được máu thánh Đức Kitô rửa sạch lỗi lầm và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cầu ngồi. Kính thưa hai cha, kính thưa thầy Sáu, kính thưa đại gia đình Tăng Quyến cùng toàn thể quý vị. Được tin bà Anna được Chúa gọi về, chúng tôi rất lấy làm thương tiếc. Và nơi đây, tôi xin đại diện cho Hội đồng Mục vụ của Giáo xứ St. Paul xin gửi đến gia đình lời chia buồn chân thành nhất. Kính thưa quý vị, sự ra đi của Anna chắc chắn là một sự mất mát. Bà ra đi sẽ để lại sự trống vắng, niềm thương nhớ và những nỗi tiếc thương cho những người còn ở lại. Hình ảnh của một người bà, một người mẹ bây giờ không còn hiện diện với gia đình nữa, điều đó quả thật là một sự mất mát rất là to lớn đối với gia đình. Nhưng kính thưa quý vị, với niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, thân xác Anna nằm ở đây, nhưng chúng ta đều tin tưởng rằng linh hồn của Anna đã về với Chúa. Do đó sự ra đi của Anna hôm nay không phải là một sự kết thúc, mà đó là một sự thay đổi. Một sự thay đổi trong Chúa Giêsu phục sinh. Nguyện xin Chúa Giêsu mẹ Maria sớm đưa linh hồn Anna về hưởng nhân thánh Chúa. Và cũng xin Chúa và mẹ luôn an ủi, gìn giữ và nâng đỡ gia đình trong lúc đau thương này. Một lần nữa xin đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ St. Paul xin chia buồn cùng gia đình.